Hiện tại hàng nhái kem chống nắng SGM Medic của khá nhiều và khó phân biệt, có nhiều bạn mua nhầm phải hàng giả về dùng không chống nắng được, mà còn khiến cho da bị bắt nắng thêm đen sạm hơn, rồi nổi mụn và kích ứng da nặng nữa. Trong video này shop mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật và hàng giả để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để có thể phân biệt được dễ dàng hàng thật và giả của kem chống nắng SGM Medical, thì mình sẽ chỉ những điểm khác nhau rõ nhất để bạn dễ hình dung được. Đầu tiên mình sẽ so sánh tuýp kem bên trong trước, nhiều shop không cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận nên bạn rất dễ bị lừa. Nên khi mua hàng bạn, nên yêu cầu người bán cho bạn kiểm tra hàng để đảm bảo bạn mua đúng hàng chính hãng. Bạn hãy để ý ký nhé, bên tay trái của mình là hàng giả, còn bên tay phải là hàng thật chính hãng. Kiểu chữ của hàng thật và hàng giả có khác nhau chút xíu, nhưng nhìn chung vẫn khó mà phân biệt được. Sự khác nhau dễ thấy nhất chính là chỗ hình nền màu hồng này, nền màu của hàng giả bên trái đậm hơn hẳn so với nền màu hồng của hàng thật bên phải. Nếu nhìn kỹ bạn cũng sẽ thấy tuýp kem của hàng thật có màu hơi hồng hơn, còn tuýp kem của hàng nhái thì màu trắng tinh. Còn ở phần đuôi của tuýp kem, bạn sẽ thấy ở bên hàng giả đuôi của nó được bo tròn ở cả hai góc. Trong khi đó của hàng thật thì đuôi của tuýp kem là góc vuông chứ không phải bo tròn giống như bên hàng giả. Khi mua hàng bạn nhớ kiểm tra hàng và để ý kỹ chỗ khác nhau ở phần đuôi tuýp kem nhé. Của hàng giả góc tròn, còn hàng thật là góc vuông. Bên hàng giả, hạn sử dụng ghi ở đuôi tuýp kem là EVX theo chuẩn tiếng Anh. Còn bên hàng thật thì hạn sử dụng ở đuôi tuýp kem được in theo chuẩn tiếng Hàn. Và ở đầu tuýp kem cũng dễ dàng thấy được sự khác nhau, của hàng thật được bịt kín bằng giấy bạc. Còn đầu tuýp kem của hàng giả thì không được bịt kín. Khi mua hàng bạn, nên yêu cầu được kiểm tra hàng để chắc chắn là bạn mua đúng hàng chính hãng. Còn đây là chất kem bên trong. Màu kem của hàng thật hơi hồng hồng, khi bôi lên da thấm nhanh và dễ chịu. Bên trái là chất kem hàng giảm, nó có màu trắng, hơi có mùi hóa học, khó tán trên da và hơi bết rít nữa. Khi bôi phải kem giả có thể khiến bạn hư hết da mặt, nhiều người đã bị như vậy lắm. Nên khi mua hàng bạn nên tìm những chỗ bán hàng uy tín để mua nhé. So sánh vỏ hộp giấy bên ngoài bạn cũng thấy khác nhau, của hàng thật bên phải thì nền màu hồng này đậm hơn. Còn nền màu hồng của hàng giả bên trái có màu mờ hơn nhiều. Đó là sự khác nhau dễ dàng nhìn thấy khi so sánh bên ngoài vỏ hộp. Chúng chỉ khác nhau ở màu sắc, chứ chữ thì không thấy được sự khác nhau. Ở mặt bên này, thì của hàng thật cũng có màu đậm hơn. Màu của hàng giả được in nhạt hơn. Mặt sau cũng thế, màu của hàng giả mờ hơn, chữ cũng nhòe hơn hàng thật. Có nhiều bạn nói là check mã vạch sẽ ra hàng chính hãng, nhưng không phải. Tất cả mọi thứ bây giờ họ làm giả dễ dàng, huống chi mã vạch đơn giản này. Trên nắp vỏ hộp của hàng thật có màu hồng đậm hơn. Còn màu của hàng giả thì mờ nhạt hơn. Dưới đáy hộp bạn cũng có thể phân biệt theo cách này. Của hàng thật những đường này là đường chéo. Trong khi đó của hàng giả thì lại là đường ngang. Khi mua hàng nếu không được kiểm tra chất kem hay tuýp kem bên trong, thì bạn nên yêu cầu người bán cho kiểm tra vỏ hộp kem bên ngoài để đảm bảo bạn chắc chắn mua đúng hàng chuẩn nhé. Hy vọng qua video này, bạn đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hàng thật và hàng giả kem chống nắng SGM Medical. Bạn cần tư vấn thêm hay mua hàng, thì nhắn qua số điện thoại Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn cho bạn nhé.